thả vô ha, 1, 2, 3 ha, 1, 2, 3 nè, lo nhẹ cục bột nè, đầu mình dùng mũi cọ anh chị sẽ ôm nè, đẩy nhẹ nhàng lên, rồi sau đó em sẽ quay lên em nhấn lại cái cuticle nè. Đưa bọt đi ra ha. Từ từ em sẽ vuốt nó ra nè anh chị. Cái màu này là cái màu Sichu nha anh chị nha. Em mix với lia cho nó Sichu ra nè. Hello, hello anh Nguyễn Điệp. Dạ em khỏe anh nha, cảm ơn anh. Đây ha, em bắt cái cục bột nè. Anh chị sẽ từ từ anh chị bỏ vô. 1, 2, 3 cái màu này nó Sichu ha, nó rất là natural. Đó, mình sẽ ôm nhẹ nè. Đẩy nhẹ nhàng lên khóe nè. Đẩy lên khóe ha. Đầu đưa xuống. Sau đó mình sẽ khóa nhẹ cuticle lại nè. Cái móng này nó có chút tẳng rồi nha anh chị nha. Hello mọi người, hello hello. Tắt giúp anh cái máy lạnh được không? Bột chảy quá. Mà nãy chảy nữa. Chảy vuốt chậm quá anh chị. Khi mà bột mình nó chảy quá anh chị phải đợi một chút xíu nha. Rồi tiếp tục ha. Bỏ lên, em vừa mới châm thêm xíu nước khô vô nữa nha anh chị nha. Đây ngồi cái mã này á, cái màu này nó chảy. Đó, ngồi mới lạnh, lạnh quá. Sáng giờ mưa. Cái phòng nó lạnh quá đâm ra nè, vuốt bột nó lâu. Anh chị sẽ đầu chỉnh bột nè ha, chỉnh bột ra đầu móng nè. Đó, đắp móng nhỏ là mình không có đắp nhanh. Anh chị đắp từ từ thôi. Chủ yếu là mình đưa ra được cái cục bột cho nó ra tới đầu móng ha. Rồi, sau đó em sẽ vuốt nhẹ nhàng nè, cho bột đi xuống nè. Ôm nhẹ nhàng hai bên form móng nha anh chị nha. Hello, hello anh Thích Sự Thật nha. Hello anh. Lo nhẹ nhàng cục bột ra ha. Ôm bột vô nè. Đầu đẩy lên nè. Cái tay của em gái này nó có chút tẳng rồi nha anh chị nha. Anh chị phải làm từ từ ha. Chỉnh chu cho nó vô ha. So với cây cọ mình thì cái tay nó có chút xíu à. Rồi em đưa bột ra đầu móng nè. Bắt đầu khi cục bột nó đã đứng rồi em quay lên em dặm nè.
cắt cục bột dư đi nha anh chị nha. Rồi từ từ mình sẽ đầu ôm hai bên hông, vuốt lại cái form móng nè. Đấy nha, chị thấy là khi mà em đắp giữ xếp xong á, nè cái gầm cái xếp em dũa nè, rất là lẹ luôn, thả lỏng bài xíu. Dạ, rất là nhanh ha. Đây, qua đây ha. Cái màu này nó giống như là cái màu mà của mấy em học sinh á mọi người, mà đi bị mắc mưa á. Mấy em hồi xưa là đi mắc mưa là hay bị kiểu này nè. Có anh nào biết không? Có anh nào mà xưa biết vụ này không? Mình vũa mặt ôm hai bên ha. Dạ, cái này ôm hai bên nè chị, nhẹ nhàng ôm hai bên cho em nè. Ngoài đầu móng thôi nha, của phần móng giả thôi nha. Si chu đó mọi người. Mà si chu đó. Đây bóp lẹ đi cái đầu móng nè. Ha, vũa đầu móng nè. Rồi bắt đầu đưa vô gầm móng nè, nghiêng cái vũa qua để nhìn thấy gầm móng nè. Anh chị thấy rõ không? Đây em đưa cao lên xíu cho anh chị thấy rõ nè. Đây. Đây ha. Hello, hello, hello mọi người. Những cái màu này bản thân của nó si chu rồi, nên là anh chị đắp nó si chu là bình thường nha anh chị nha. Mình cố tình mình tạo ra cái hiệu ứng này mà mọi người. Đây, anh chị chạy nhẹ nhàng tình cảm giao lưu với nó thôi, không có cần chạy quá nhiều đâu, chạy sạch cuticle cho em là được ha. Cho anh xin cái đèn keo với. Có nè, có. Hello, hello các anh chị. Có anh chị nào mình chưa chạy được cuticle không mọi người? Có anh chị nào còn nhét đầu mài không? Mà có anh chị nào chạy hoài mà nó không sạch được khóe không? Có anh xem hả? Có anh xem vô live stream bình luận đi em mới chỉ nha, chứ trực tiếp không chỉ đâu. Giờ tôi mất tin bác quá rồi. Đây nha, anh chị đặt nằm cái đầu dũa xuống, anh chị chạy xé cái chân lên cho em nè. Ha, chỗ nào mà nó bị dính da anh chị đẩy nhẹ cái da lên xíu nè. Đó. Đây bây giờ mình sẽ bứt phờ nha anh chị, xong rồi em sẽ chén gương ngọc trai. Dùng alcohol em lau lại cho nó sạch sẽ nè. Hello anh chị em mới vào xem livestream ha. Có cái tông nào mà màu xanh da trời không? Cái nào mà chén lên nó xuống. Nó là còn quá chị, nó là alcohol á. Để mà mình chén gương nha anh chị nha. Mẫu này dễ lắm. Có là nước bóng. À nước bóng đó chị. Bóng thì nó có cái loại dùng để chén gương ha. Thông thường bây giờ bóng nó cũng nhiều lắm, nhiều tác dụng lắm.
nó dùng chén gương được hết à. Chén gương hay còn gọi là đánh khom á anh chị. Mình sơn cho nó đều, cho nó mỏng ha anh chị ha. Sơn cho nó tròn, nó sát cuticle. Anh chị sơn đừng có cho nó bị sọc nha. Tại vì khi mà cái khom á, mà anh chị đánh lên mà cái top coat nó bị sọc á, nó sẽ bị sọc theo nha. Mọi người like giúp em nha, chia sẻ bài viết giúp em nha mọi người nha. Đây anh chị sẽ lấy ít khom thôi nè. Đó, bây giờ anh chị thấy là tại sao mà lúc đầu tiên á mà em em mix cái bột thành cái màu si chu chưa? Đây anh chị thấy không, thì nó ra cái hiệu ứng giống vậy nha. Mình chấm ít khom thôi anh chị, đi từ đầu móng nè anh chị, đi từ đầu móng đi nhẹ nhàng lên cuticle đánh nè, nhẹ nhàng thôi. Đó, đánh kéo nó ra nè. Mấy em nhỏ bây giờ là mấy em thích, rất là thích chơi những cái màu nó nhẹ nhàng như vậy. Nếu mà em để cái màu nguyên thủy này á, em để nguyên thủy như vậy em đắp á, là mấy em nó không thích nha, nó bị đen da đó anh chị. Nó thích si chu, nhìn nó xuyên thấu. Đây anh chị thấy không, rất là bóng à. Lấy ít khom thôi mọi người, đi từ đầu móng nè, đi từ đầu móng anh chị kéo lên nè, đầu kéo xuống nè, kéo xuống ma sát xuống ha. Đây anh chị thấy không, wow. Đây ha, đi từ đầu móng đi lên ha. Đây cái này bên này á, nó mờ anh chị thấy không, là do là cái top coat bên này nó chưa có khô nha. Oh my god, cái nước này là nước bóng cuối cùng á anh chị, mà dùng loại khác, dùng bóng loại khác. Dạ đúng rồi, tại vì top coat là top, tại vì thật ra dùng top cái loại này không phải. Thật top ra chỉ là cho mấy cái sơn gel đồ bóng cũng được chị nghe em nói này, hai thằng này nó là top coat. Hai thằng này nó đều là top coat nha, thật ra dùng nó vẫn được, nhưng mà tại vì em dùng cái loại này á nó sụn hơn, nó bóng hơn chứ không phải gì hết á. Còn tại sao lúc đầu tiên em không lấy cái này luôn, là tại vì em sợ nó hết. Chứ top coat là nước bóng đó. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái top coat này lên nha anh chị nha. Đây, có anh chị nào mình chưa có biết cách đánh khom sao cho nó bóng không anh chị? Mấy em nhỏ nhỏ bây giờ nó làm mấy mẫu này nhiều lắm anh chị ơi. Nó dễ xài, nó dễ mặc đồ. Bà tàu lao đang live stream nha, nha em ai nha. Đang live stream mà ghẹo không à. Chết rồi. Rồi lấy ra bỏ vô nè. Không sáng đèn. Nè anh chị sẽ lấy cái treo IBD á, treo đắp á, anh chị sẽ chấm và anh chị kéo sợi lên cho em nè. Đây nha mọi người, đây ha, thì nó ra hình giống như là vỏ sò vậy đó.
tay rồi cái đèn nó không cháy. Mọi người hẹn mọi người vào một cái livestream tiếp theo ha. Thank you mọi người.